Từ ngày 10 tháng 12 năm nay, khoảng 80% lượng thịt heo trên thị trường của thành phố sẽ truy xuất được nguồn gốc. Đây là thông tin được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo. Theo đó, đề án này được xây dựng từ tháng 8 năm 2016 và sẽ đưa vào thí điểm thực hiện từ ngày 10 tháng 12 tới đây. Sau đó sẽ triển khai chính thức từ ngày 1 tháng 3 năm 2017. Đến thời điểm này đã có 15 cơ sở chăn nuôi với hơn 1.000 trang trại, 11 cơ sở giết mổ của 10 tỉnh thành cùng với 2 chợ đầu mối, 4 chợ truyền thống, 5 hệ thống siêu thị và 4 hệ thống cửa hàng tiện lợi đăng ký tham gia đề án. Các cơ sở hệ thống này thì có thể cung cấp toàn bộ lượng thịt heo cho thị trường thành phố và trước mắt người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc của khoảng 80% lượng thịt này. Để truy xuất được, người tiêu dùng cần có một phần mềm ứng dụng để sử dụng trên điện thoại thông minh. Phần mềm này được cung cấp miễn phí và khi kích hoạt có thể truy xuất từ quầy bán lẻ đến nơi giết mổ, trang trại chăn nuôi, sản xuất ra miếng thịt đang được bán trên thị trường.